Ukraine tung đoàn táo bạo, du kích cài bẫy nổ tung đường sắt bên trong nước Nga chở vũ khí của Triều Tiên. Tư lệnh hải quân bóng gió việc cầu đã bị nhắm mục tiêu, tuyến huyết mạch quân sự Nga sẽ bị chặt đứt. Ukraine bất ngờ đánh mạnh vào điểm quan trọng của Nga, tiểu đoàn 205 phối hợp tiêu diệt đoàn xe bọc thép Nga ở Donetsk. Với tên lửa của Hàn Quốc, Ukraine có thể xóa sổ máy bay chiến đấu của Nga ngay trong lãnh thổ của Moscow. Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Anh hứa với Mỹ sẽ ủng hộ vững chắc Ukraine. Thủ tướng Ấn Độ chuẩn bị tối hậu thư cho Putin. Tất cả sẽ được kể tới quý vị ngay sau đây. Ukraine tung đoàn táo bạo, du kích, cài bẫy, nổ tung đường sắt bên trong nước Nga chở vũ khí của Triều Tiên. Kính thưa quý vị, những người ủng hộ Ukraine tuyên bố họ đã cho nổ tung một tuyến đường sắt sâu bên trong nước Nga, vốn được sử dụng để vận chuyển đạn dược của Triều Tiên ra tiền tuyến. Nhóm này cho biết trên Telegram rằng, các thành viên của nhóm du kích ATES thân Ukraine đã thực hiện thành công một chiến dịch trên tuyến đường sắt xuyên Siberia gần Yekaterinburg, kết quả là tuyến đường sắt mà đang dược của Triều Tiên được vận chuyển đã bị nổ tung. Cùng với địa điểm xảy ra vụ tấn công, ITES đã đăng tải đoạn phim dường như cho thấy vụ nổ phá hủy một đoạn đường ray xe lửa. Nhóm này là một phong trào ngầm hoạt động bên trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, chủ yếu là Crimea, chuyên do thám các hoạt động quân sự của Nga và thực hiện các nhiệm vụ phá hoại. Người phát ngôn của ITES cho biết một trong những điệp viên Nga của họ đã thực hiện vụ phá hoại. Anh ta từ chối nhận thưởng vì anh ta làm việc vì lý do ý thức hệ. Mục tiêu của anh ta là ngăn chặn cuộc chiến của Nga. Họ nói với Kiev Post: "Sự việc xảy ra khi Tổng thống Nga Putin gặp nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán trong cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên vào thứ Sáu về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Thủ tướng Hungary đã đến Moscow sau chuyến thăm Ukraine vào đầu tuần này và cam kết sẽ đóng vai trò trung gian trong các đề xuất ngừng bắn. Ông Putin nói Tôi sẵn sàng thảo luận về những sắc thái của hòa bình với Ngài. Đồng thời nói thêm rằng Hungary đang trở thành quốc gia cuối cùng có thể đàm phán với cả châu Âu và Nga. Đáp lại, các nhà lãnh đạo EU đã chỉ trích gây gắt chuyến thăm này khi nói rằng ông Orbán không hành động thay mặt cho khối. Tư lệnh hải quân bóng gió Việt Kaukech đã bị nhắm mục tiêu tuyến huyết mạch quân sự Nga sẽ bị chặt đứt. Một tư lệnh hải quân Ukraine mới đây đã tuyên bố rằng việc quân đội nước này quay trở lại kiểm soát quân cảng Sevastopol ở Crimea hiện bị Nga chiếm đóng là hoàn toàn có thật. Đang có chiến tranh ở Ukraine, việc cung cấp trang thiết bị, vũ khí, trang thiết bị cho quân đội Nga trên mặt trận diễn ra qua cầu Crimea nên là mục tiêu quân sự và phải bị tiêu diệt. Phá đồ đốc tư lệnh lực lượng hải quân của lực lượng vũ trang Ukraine Oleh Synezhypa đã nói về điều này trong cuộc phỏng vấn với Natalia Mosherchik, nhà báo của kênh truyền hình Blood One, Kwan, trả lời câu hỏi về tính hiệu quả của việc phá hủy cây cầu Trójmier. Chỉ huy hải quân lưu ý rằng đây là cơ sở hậu cần của đối phương cần phải phá hủy. Ông nói, cây cầu Trójmier là một chuỗi hậu cần phục vụ kẻ xâm lược và tất cả các chuỗi hậu cần phải được vô hiệu hóa để giành chiến thắng. Đó là lý do tại sao cái cầu này tất nhiên trở thành mục tiêu như vậy. Đồng thời, ông lưu ý rằng nhiều chuyến hàng quân sự tới mặt trận cho quân đội địch vẫn tiếp tục diễn ra dọc theo cây cầu Troimir. Hiện với số lượng ít hơn so với năm 2022 khi nó bị tấn công vài lần. Nhưng nó vẫn là một chuỗi cung ứng cho lực lượng chiếm đóng. Và đối với quân đội chúng tôi, nó sẽ là một mục tiêu quân sự, nó phải bị phá hủy. Ông Nepapa nhấn mạnh. Tư lệnh Hải quân Ukraine cho hay, có rất nhiều người Ukraine ở Crimea và chúng tôi cũng bảo vệ họ, nên không sử dụng vũ khí và các vật thể dân sự. Theo ông, những tội ác như vậy đang được quân xâm lược Nga thực hiện, tấn công các mục tiêu dân sự ở Odessa, Kharkiv và các thành phố khác. Ông cảnh báo rằng, người Ukraine hãy cẩn thận, chúng tôi sẽ quay lại và đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Các bạn không nên đến gần các cơ sở quân sự ở Crimea, hãy tránh chúng và đừng để mình gặp nguy hiểm, vì đây là những mục tiêu của lực lượng phòng vệ Ukraine. Theo ông, công dân Ukraine sống ở đó sẽ khôi phục lại cuộc sống ở Crimea. Ukraine bất ngờ đánh mạnh vào điểm quan trọng của Nga, tiểu đoàn 205 phối hợp tiêu diệt đoàn xe bọc thép Nga ở Donetsk. Các sĩ quan tình báo Ukraine đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công FPV thành công và các mục tiêu cơ quân chiếm đóng Nga. Chúng được thực hiện bởi các nhà điều hành của đơn vị tình báo quốc phòng Ukraine, Ghost. Thông tin này được cơ quan báo chí của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đưa tin. Báo cáo cho biết, ở một hướng của mặt trận, các sĩ quan tình báo đã phát hiện và gây ra thiệt hại do hỏa hoạn tại vị trí xe của quân chiếm đóng. Một số hệ thống giám sát và trinh sát của Nga cũng bị phá hủy hoặc hư hại bao gồm Milgrompy, hệ thống tác chiến điện tử Strix, một máy lập liên lạc và một trạm biến áp cung cấp điện cho quân xâm lược. Ở một diễn biến liên quan, các chiến binh của tiểu đoàn 205 thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine đã trình chiếu cảnh tượng phá hủy một đoàn thiết bị quân sự của quân chiếm đóng Nga ở Donetsk. Bình luận của video cho biết thêm, các đơn vị chiến đấu của chúng tôi đang tích cực tiêu diệt kẻ thù ở các điểm tiếp cận. Cơ chế phối hợp tốt này hoạt động như một con thú săn mồi đã đi săn. Trinh sát trên không là mắt và thính giác của nó. mềm giống như móng vuốt sắc nhọn không cho nạn nhân trốn thoát. Và bộ binh, FPV và phao binh là nanh vuốt kết liễu kẻ thù. Với tên lửa của Hàn Quốc, Ukraine có thể xóa sổ máy bay chiến đấu của Nga ngay trong lãnh thổ Moscow. Mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên có thể kéo theo mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Ukraine và Hàn Quốc. Vào ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay tới Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau 24 năm và ký một thỏa thuận với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Chi tiết của hiệp ước vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Kim tuyên bố hai nước có tình bạn nông nhiệt. Người ta cho rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến mối quan hệ công nghiệp và quân sự chặt chẽ hơn giữa các quốc gia độc tài mối quan hệ có thể nuôi dưỡng và kéo dài cuộc chiến tranh tốn kém của Nga và Ukraine. Chính phủ Hàn Quốc đã phản ứng nhanh chóng. Nếu Bình Nhưỡng cung cấp cho Moscow nhiều vũ khí hơn, thì Seoul có thể cung cấp cho Kiev. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc gen Ho Shin nói với các phong viên vào ngày 20 tháng 6. Hàn Quốc vẫn chưa công bố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ukraine, nhưng nếu có, khả năng các quan chức Ukraine sẽ yêu cầu các quan chức Hàn Quốc cung cấp cùng loại đạn dược mà Nga đang nhận được từ Triều Tiên. Cụ thể là tên lửa đạn đạo Tông Ngắn hay SRBM. Vào khoảng cuối năm ngoái, Nga đã mua từ Triều Tiên một lô tên lửa KN-23 SRBM mạnh mẽ và sử dụng chúng để gây ra hậu quả tàn phá và các mục tiêu quân sự và dân sự Ukraine. Hàn Quốc đã phát triển một tên lửa đạn đạo Tông Ngắn của riêng mình, Hemur-2P, thậm chí còn mạnh hơn KN-23 của Triều Tiên. Sergei Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Mick Library ở Montserrat, nhận định nếu Bắc Triều Tiên có thể bắn tên lửa KN-23 cho Nga, Hàn Quốc cũng có thể bắn Huyền Series cho Ukraine. Tên lửa KN-23 nặng 7.500 pound, nhiên liệu trắng, có tầm bắn khoảng 450 dặm, với đầu đạn nặng 1.100 pound. Tên lửa Huyền Mù 2B của Hàn Quốc nặng 12.000 pound, có tầm bắn khoảng 400 dặm, với đầu đạn một tấn lớn nhất, nhưng có thể bay xa 500 dặm với đầu đạn nhỏ hơn. Có thể chắc chắn rằng tên lửa của Hàn Quốc chính xác hơn tên lửa của Triều Tiên. Liệu Ukraine có bao giờ có huyền mưu hay bi hay không là một câu hỏi. Làm thế nào họ có thể sử dụng chúng lại là một câu hỏi khác. Hoa Kỳ đã tặng cho Ukraine hàng trăm tên lửa hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội, có tầm bắn xa tới 190 dặm, nhưng vẫn khăng khăng giới hạn việc sử dụng chúng. Washington cho phép Kiev nhắm ATAC MS và các mục tiêu ở Ukraine do Nga chiếm đóng, nhưng không phải các mục tiêu ở chính nước Nga. Điều đó có nghĩa là các căn cứ không quân tiền tuyến của Nga, nơi có hàng chục máy bay ném bom chiến đấu Sukhoi, được trang bị bom lượng, có sức tàn phá, không được Mỹ cho phép Ukraine tấn công. Ukraine có thể tấn công các căn cứ này bằng máy bay không người lái nổ tự chế, những máy bay không người lái hạng nhẹ này không có hỏa lực để hạ gục hàng loạt máy bay Sukhoi đổ tại các sông bay như Vodonez, Masovo, ở miền nam nước Nga, cách biên giới với Ukraine 100 dặm. Nhóm phân tích Brontelligence Insight của Ukraine giải thích rằng, với một vài etap MS được ngắm chuẩn hoặc các tên lửa đàn đạo khác, Ukraine có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ phi đội tác chiến của máy bay nam bom chiến đấu tại Vodonezh ngay cả khi không được phép tấn công bên trong nước nga ukraine vẫn có thể sử dụng tên lửa của hàn quốc một cách hiệu quả có rất nhiều mục tiêu có giá trị của nga bên trong biên giới ukraine mà gần như chắc chắn sẽ là mục tiêu công bằng để rõ ràng hơn hàn quốc và ukraine có thể hình thành một liên minh tương tự như liên minh bắc triều tiên nga nhưng vẫn chưa làm được hiện tại mô hay b của ukraine chỉ tồn tại trong phạm vi khả thi với mỗi phiên đạn phó đạn hoặc tên lửa mà bắc triều tiên cung cấp hoặc bán cho nga đều khiến cho một thỏa thuận hơi mưu hay bị có khả năng xảy ra hơn fabian hoffman một nhà nghiên cứu của dự án hạt nhân oslo anh naui đã dần cách hóa tên lửa của hàn quốc như một cô gái trẻ ghen tuông hoffman viết rằng cô ấy nghĩ rằng thật bất công khi người anh họ bắc triều tiên xấu tính của cô ấy được chơi ở ukraine trong khi cô ấy phải ở nhà Mới đây, NATO và Hàn Quốc chuẩn bị dự án hàng đầu về vũ khí cho Ukraine. Và đây có thể là hy vọng cho việc vũ khí Hàn Quốc có mặt ở chiến trường Ukraine trong thời gian tới. Vừa nhậm chức, tân thủ tướng Anh hứa với Mỹ sẽ ủng hộ phần chất Ukraine. Tân Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joseph Biden mới đây trong đó ông summer đã bảo đảm với ông biden về sự ủng hộ vững chắc của anh đối với ukraine tuyên bố trên trang web của chính phủ anh cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cam kết chung của hai bên đối với mối quan hệ đặc biệt giữa anh và mỹ cũng như những tham vọng liên kết nhằm đạt tăng trưởng kinh tế cao hơn khi thảo luận về những thách thức địa chính trị hai nhà lãnh đạo đã nhắc lại cam kết vững chắc của mình đối với ukraine và thủ tướng summer nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của anh dành cho ukraine là không lây chuyển. Thủ tướng Anh còn cho biết ông mong muốn được hợp tác với Mỹ trong toàn bộ các mối quan hệ, bao gồm các quan hệ đối tác theo thỏa thuận quốc phòng ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ, August, và trong việc bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Trước đó, lãnh đạo đảng lao động Keir Starmer, thủ tướng mới đắc cử của Vương quốc Anh, đã công bố chính phủ mới của mình bổ nhiệm những người ủng hộ Ukraine đứng đầu cả Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Ấn Độ chuẩn bị tối hậu thư cho Putin Theo truyền thông Ấn Độ, trong chuyến thăm Moscow vào ngày 8-9 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ yêu cầu Vladimir Putin trao trả những công dân Ấn Độ đã bị lừa tham gia chiến đấu ở Ukraine. Điều này đã được Vinay Raja, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của nước Cộng hòa Nam Á này thông báo. Ông nói thêm rằng, nhờ những nỗ lực của phía Ấn Độ, 10 người Ấn Độ đã được trở về từ cuộc chiến ở Ukraine. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm rằng công dân Ấn Độ trở về sớm nhất có thể. Kovacra nói, như Reuters đưa tin, chỉ trong những tháng gần đây, một số trường hợp đã được xác định. Trong đó, chính quyền Nga đã lừa dối người Ấn Độ tham gia vào các hoạt động quân sự. Vào tháng 5, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 4 người bị tình nghi tham gia vào việc đưa người dân địa phương Để chiến tranh một cách bất hợp pháp. Ít nhất, 4 công dân Ấn Độ đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, khiến chính quyền Ấn Độ trước đó kêu gọi Moscow ngay lập tức ngừng tuyển dụng những công dân nước này tham gia vào cuộc xâm lược ở Ukraine. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại